Em cũng đóng phim nhiều đúng không? Em muốn đóng phim hành động, em muốn tập võ thuật. Đây là một nữ thí sinh mà em sẽ gọi là thầy sau khi mà chị diễn xong. Và người mà em tập luyện võ thuật chính là anh. Anh hãy cẩn thận đó. Vâng, xin được giới thiệu với quý vị một cựu vận động viên taekwondo, Ánh Nguyệt. Trong quá trình con còn nhỏ, quan niệm sai lầm trong cái vấn đề ăn uống đó là mình cứ nghĩ là mình ăn cho nhiều để có sữa cho con, nên vậy mình chỉ biết ăn, và tới khi mà mình đạt cái số ký này, nhưng mà cuối cùng mà cái việc mà mình muốn là có sữa cho con cũng không thành hiện thực. Cái thúc đẩy mình mạnh nhất đó là gia đình mình. Chính mẹ là người đã đứng ra và nói con yên tâm đi, con cứ đi thi, mẹ đã có mẹ lo tất cả cho con. Hiện tại thì mình không dám đặt chỉ tiêu quá cao, đối với mình 20 ký có vẻ là mình cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi. Ông xã cũng mong muốn là vợ giảm cân lắm, nhưng mà chưa một lần nào trách móc vợ hết á. Anh ủng hộ em, nhưng mà anh cũng ái ngại cho em. Anh sợ em là lên sóng truyền hình em sẽ bị tổn thương. Đó, em cũng hiểu được đó là một điều nhất anh ngăn cản em. Nhưng mà trong thâm tâm thì em biết anh lúc nào cũng ủng hộ em. Em sẽ cố gắng trong chương trình này để giảm cân. Còn ba mẹ, cái niềm ao ước mà ba mẹ muốn á, là con gái đẹp trong mắt bác. Ba mẹ không mong rằng là nhờ cái chương trình này con sẽ thực hiện được, để tặng một niềm vui cho ba mẹ. Cảm ơn sự hỗ trợ của Trương Nam Thành, một siêu mẫu, một diễn viên rất đẹp trai, lại còn khỏe mạnh và bưng được con gái lên nữa. Hấp dẫn. Sao nói những chuyện dư thừa không vậy? Tại em suy nghĩ nó nặng thôi. Thấy chưa, em nói ý là rồi. Bây giờ Diệp nói Diệp thấy người đàn ông bưng người con gái lên như vậy, bây giờ em cảm thấy khó chịu đúng không? Có những người đàn ông nhỏ nhắn nhưng tiềm ẩn bên trong là sức mạnh kinh hoàng. Bây giờ tôi chỉ cần bồng lên hỏi thôi. Bồng lên thôi. 3 2 và bồng. Bồng. Trời ơi. Thôi đừng cố gắng em ơi. Thôi, người ta nói là cố quá coi chừng thành quá cố kìa. Có những cái luôn thuộc về mơ ước thôi. Và bây giờ sẽ là những nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời anh Hoài Linh. Đây có lẽ là một trong những tiết mục đầu tiên mà tôi thấy thí sinh được bê đỡ. Cái bài dàn dựng của các bạn khi đưa cái mục đó ra, tôi thấy Trương Nam Thành cầm một cái còng dây như vậy là tôi biết là anh này là một cái huấn luyện viên trong một rạp xiếc. Một con gấu rất là dễ thương, nhưng mà vì bị đánh hoài cho nên nó cũng tức chứ. Rồi một cái bài cũng ý nghĩa. Đối riêng với Ánh Nguyệt, có những cái động tác mà ở trong cái bài diễn này anh thấy là dàn dựng cũng dành cho em. Nó cũng có cái những cái động tác dành cho cái chuyên môn của em. Cảm ơn hai bạn đã đem một cái tiết mục rất là dễ thương đến cho khán giả. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Anh John Huy. Trong cái bài này, Ánh Nguyệt, em là một nhân vật em rất là
dữ nè, siêu dữ, em mạnh, em khỏe, mấy cái động tác em làm em rất là mạnh và khỏe, và anh rất thích cái động tác em lấy em quất cái roi đó. Yeah, và em cũng thích nữa. Quấn lại có đau không? Đau mà đã ha. À, chỉ có một cái anh hơi tiếc một chút xíu là vì cái nhân vật của em, nhân vật đúng không? Cái nhân vật của em, xin lỗi hay nói sai. Cái nhân vật của em đó là một người, một con gấu, là mình hay bị quấn xong mình quấn lại, nhưng mà cái trang phục nó rất là dễ thương, thì anh thấy theo đối với anh vậy thôi, anh thấy nó hơi khó chịu một tí xíu. Không phải em, ý như vậy nè, con gấu này rất dễ thương, lúc đầu nó rất hiền từ, nhưng mà tại do cái người huấn luyện của nó dữ dằn quá, cho nên nó mới quật lại thôi. Cho nên đàn ông phải cẩn thận đối với những cô gái hiền lành, ngây thơ và bản chất rất là nhân từ, mà đợi đến khi mà người ta tức nước vỡ bờ thì là sẽ bị trừng trị. À, câu đó là tôi biết là Ngọc Diệp đang xỉa vô ai rồi. Vâng, xin cảm ơn. À, xin mời anh Đại Kim Hương. Với ánh mắt thần thái và nụ cười của Nguyệt, ngay từ trong chỗ diễn, ở sàn diễn này, ngay trên màn hình, nó đều mang một cái gì đó nó rất là gần gũi và dễ có cảm tình kinh khủng. Tôi cảm nhận được cái sự hy sinh của bạn khi bạn nói rằng là bạn ăn thật nhiều để chỉ là có sữa cho con, bạn bất chấp thân thể của mình nó lên ký nào. Cái điều đó nó giá trị hơn muôn ngàn những huy chương vàng nào bạn đã từng đã có. Một chút xíu trong phần diễn, khi bạn ngồi trọt lên lưng của bạn diễn ha, nhưng bạn biết cách biến hóa liền, đó là sự thông minh của một cái người lăn lộn trên cả đấu trường để thấy mình không bị đơ, không bị hụt hẫng. Và có những khoảnh khắc mà những động tác của Nguyệt đó lấn lướt luôn cả Nam Thành đó, cho nên tôi dành thiệt là nhiều thiện cảm dành cho Nguyệt và chúc mừng phần diễn này. Nhưng mà tại vì em nương cho Thành cho nên nó mới trật đi khoảng đó. Chứ nếu mà em ngồi thiệt sự thì Thành lúng luôn xuống khỏi chỗ đó luôn rồi. Chứ lúc đó mà em mà làm cái hư xuống là dính rồi. Và bây giờ là số điểm của Trân Huy Trần, xin mời. À, anh sẽ chấm 6 điểm. 6 điểm. Xin mời anh Hưng. Tôi xin được giữ số 8. 8 điểm. Quá dữ, xin mời anh Linh. Cho anh Huy đọc giùm đi, tôi mệt rồi. Đồng. Nó cứ vậy hoài. À, 8 điểm. 8 điểm. Lại là một con số 8 trùng hợp. Chúc mừng bạn. Vâng, như vậy là điểm trung bình của bạn là 7,3 điểm. Và 50% còn lại là từ sự nỗ lực giảm cân. Hả, cái gì? Số cân cũ của bạn là 96,3 kg và số cân hiện tại là 93 kg. Xin chúc mừng, bạn đã giảm được 3,3 kg, tương đương với 3,4%. Và tổng số điểm của bạn ngày hôm nay là 10,7 điểm. Xin chúc mừng. Và kính thưa quý vị, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vậy là